đặt hàng đi, mấy ngày sau, ba bốn ngày sau mới nhận được hàng mà, thì lúc đấy là có lương thì không sao hết, mặc ấm lắm chất cực kỳ thích luôn. Chất đúng là rồi, 95% cốt à, chất liệu là gì chị nói đi để em nhớ này, chất liệu là 95% cốt tông, 5% sợi spandex nha. Khi nào mà em thấy cái chất liệu nào mà có giãn như này là có sợi spandex ở đó. Đây mọi người ơi, bầu bì mặc được hết nha mọi người, đây rất là size từ size XS cho đến size XL nha, mà mặc rất ấm nha, mặc rất đẹp nha, phối đúng với cái gì cũng đẹp nha. Đúng rồi, có 6 màu tất cả nha mọi người ơi, màu màu sáng, màu camel, màu hồng, màu hồng, màu đen, màu trắng, màu trắng và màu nâu tây nữa nha mọi người ơi, có 6 màu nha, 1m65-63 kỳ lấy cho em size S nha. Ai chưa mặc size gì thì comment chiều cao cân nặng để bọn mình tư vấn size 1m6-50kg mặc cho em size M ạ. Sẽ thôi. Bởi vì áo giữ nhiệt mọi người mặc, mọi người mặc ôm à. Ừ. Cho ấm. 1m77-65 kỳ lấy cho em size size M nha, size M nha anh ơi. Đúng rồi, Hà Nội vẫn lạnh. Còn bao nhiêu xếp nữa? 32 xếp nữa. Quế anh mặc màu này đi. 1m78kg. Size M cho em nha. 1m57-47 kỳ lấy chân size ghét này. 1m7-45 kỳ size M này. Ai chưa mặc size gì thì comment chiều cao cân nặng để bọn mình tư vấn size cho nha mọi người ơi. Người già mặc được không em? Người già mặc được nha anh ơi. Cái này là ảo basic. Già trẻ gì mặc được hết nha mọi người ơi. Tuổi nào cũng mặc được hết. 1m64-67 kỳ lấy cho em size S nha. Màu đen hết size S rồi thì lấy cho em size M. Size M hoặc là size XS nha. À con trai thì lấy cho em size M, con gái thì lấy cho em size XS nha mọi người ơi. 1m63-48kg lấy cho em size S. 1m78-77kg lấy cho em size L. 1m65 lấy cho em size M. Cô mang qua. Ủa tưởng cô giáo về Bắc Giang rồi, cô giáo vừa mới qua đây luôn đấy mọi người. Vừa mới lên đến đây được khoảng 2 tiếng. À, mặt em vừa mới nằn bùn xong lát, chỉ đưa cho cái mặt nạ đắp vào. Cô thế ạ? À? Cho nó dịu ấy. Mai là hết đi mà. Mai là hết á? Tại vì em vừa mới xong cái là em đã lên đây luôn rồi. Còn có 169k thôi, anh Trung mua ngay và luôn đi, hôm nay siêu rẻ luôn rồi mọi người ơi. Còn 25 xuất nữa mọi người ơi. 1m58-60kg lấy cho em size S nha. 1m5-60kg lấy cho em size S luôn này. Áo này mặc đi tour được nha mọi người ơi. Đi tour? Đi tour là đi đâu? Đi du lịch á? Đi tour là đi đâu mọi người? Đi tour là đi đâu? Cái này đi làm, đi học, đi chơi, đi đâu cũng được nha. Già trẻ gì mặc được hết nha mọi người ơi. Bố mẹ, ông bà hay là mình hay gì mặc được hết. Bởi vì là áo này là áo basic nha. Mình với quý anh thì đang mặc size M. Đang mặc size M nha mọi người. Nhưng mà em thì em thích mặc size này. Em thích mặc rộng đúng không? Đúng rồi, em thích mặc kiểu rộng dạng. Mình đang mặc size M, của anh cũng đang mặc size M. 1m73-58kg lấy, à 50kg lấy cho em size M nha. Để cho em size M nha mọi người ơi. Nó xinh nha mọi người, đây con gái nha. Con gái mặc cho em xem hoodie xanh rêu. Đây hoodie xanh rêu đây. Hoodie xanh rêu. Đây hoodie xanh rêu đây. Áo của mình luôn. Hoodie đây nha. Mình mặc lồng luôn cả cái hoodie này vào nha. Mình thích mặc gì mình mặc đi. 1m65-60kg lấy cho em size S. 1m72-60kg lấy cho em size M nha. Ai chưa mặc size gì thì comment chiều cao cân nặng để bọn mình tư vấn mình size nha. Mình hay mặc cái kiểu như này này mọi người này. Đấy à, đúng rồi. Cái màu trắng này phải dài hơn cái áo ở ngoài này này. Đây đây, mặc theo kiểu của anh đây mọi người này. Nếu như mà thích mặc theo kiểu của anh thì mua cho mình size M. Tầm 1m6 trở xuống thì mua cho mình size M. Tầm 1m7 trở xuống thì mua cho mình size L. Tầm 1m8 trở xuống thì mua cho mình sẽ XL. Thì mình mặc sẽ được như này nha mọi người mình ơi. Mình hay mặc kiểu này mọi người ạ. Xong rồi quần áo kiểu rộng rộng như này này. Đó kiểu thoải mái ấy. Sao chị cũng thích mặc rộng. Hai chị em mình cùng tần số mà chị. Cùng tần số cùng gu ăn mặc luôn. Xong bên trong nó lại như thế này. Nó rất là đẹp ý mọi người. Đúng rồi. Ấm, đẹp, ấm áp nha. Đảm bảo đủ các yếu tố. Đúng rồi. Thời trang, thời tiết, tất cả đều đảm bảo hết. Đúng rồi. Chất liệu là 95% cô tông, 5% sợi spandex. Cho nên là những ai mà đi làm mà vận động nhiều. Còn 9 suất thôi mọi người ơi. Nhanh này. Càng vận động thì càng ấm áp nha mọi người ơi. Càng vận động thì càng ấm áp. Và những ai mà đi tập gym, đi leo núi hay đi tập thể dục thể thao gì hết gì thì mọi người đi phượt hay gì đấy, mọi người có thể mua cái chất liệu như này để mặc nha. Rất thoải mái luôn. Rất là mịn luôn, chất liệu rất là mịn luôn. Da ai mà nhạy cảm các kiểu mà kích ứng các kiểu ấy thì mọi người cũng mua được nha mọi người. 1m6-52kg lấy cho em size S nha. 1m6-50kg lấy cho em size S luôn này. Ai chưa mặc size gì thì comment chiều cao cân nặng. Em mọi người muốn mặc ôm thì mọi người lấy size S, còn muốn mặc rộng rộng kiểu như em thì mọi người sẽ lấy size M. Em cao 1m58 và nặng 44kg. Mình cũng đang mặc size M đây nha mọi người ơi. Đây ạ.
không có áo phông à? Có, chị Trang ấy có áo phông đấy ạ. Nhưng mà bây giờ bọn em lên cái áo này bởi vì đang có deal hời cho mọi người. Đấy, màu đen này cũng rất là đẹp luôn này. Màu đen này, màu hồng này, màu camel này, màu nâu tây này. Màu camel này cũng rất là xinh nha mọi người. Xinh lắm. Mọi người đi ra ngoài đường mà cũng đủ combo nhà Quang Linh này. Đấy. Đấy, một combo luôn. Hai bà đang bầu mà nhiều năng lượng lại thì... Ủa, bầu đâu ấy. 1m87 lấy cho em size L nha. Lấy cho em size L nha mọi người. Ai chứ mặc size gì thì comment chiều cao cân nặng. 1m65 size nha. 56kg mặc cho em size M ạ. Ừ, size M. Ai mà da ngăm ngăm ấy thì mình khuyên là lên lấy màu trắng tinh này, màu xám hoặc là màu nâu tây, với là màu camel. Đấy, là bốn cái màu mà sáng ra nhất nha mọi người. Quý anh thì đang mặc size em mặc size M ạ. À. Quý anh đang mặc size M, 1m66 68 kg lấy cho em size S nha, lấy cho em size S nha. Nếu như mà thích mặc rộng như Quý anh thì lấy cho em size M nha mọi người ơi. Ai phải thích style như em nha thì mới mặc được thế, còn không nếu mà mọi người muốn ôm thì mọi người mặc size S ạ. À. Còn bổn suất duy nhất mọi người ơi, còn bổn suất duy nhất mọi người nhanh tay. Ấn vào nút mua. Mọi người nhanh tay nhấn vào nút mua. Đúng rồi. Mọi người ơi, chỉ còn bổ sung nữa 380k hôm nay chỉ còn 200 đâu 7 à 230k 230k free ship nha mọi người ơi. Nhà Quý Anh không, Quý Anh ở Bắc Giang mà em ở Nghệ An mà mọi người, là sao mà ở gần được. Đây em mặc màu đen cho mọi người xem nha. Đây em đang ghim đây chị Hoàng Thùy ơi, em đang ghim đấy ạ. Em đang ghim đây nha mọi người ơi. Ô, đen này size L sao ấy? Size L sao ấy? XL luôn. Các anh lấy hết size bé rồi mọi người. Các anh lấy hết size bé rồi. 1m60, 85kg lấy cho em size L nha. Nhưng mà các anh ấy lúc mà của nhà làm ra còn lai bây giờ chỉ còn mấy sản phẩm nữa thôi mọi người ạ. Mà toàn size to rồi bọn em không mặc được luôn ấy. Chẳng cái đống kiện tận size L. Mình đang live ở Hà Nội bạn ơi, mình đang live ở Hà Nội nha. Chất liệu siêu mềm mịn luôn. Đây. Chất liệu siêu mềm mịn luôn nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, size màu đen đây nha. Em còn mặc size XL đó. Nhưng mà đây của anh đang mặc size XL màu đen. Đấy. Đây. Đây, thích mặc kiểu rồng rồng như này nha mọi người ơi. Đây ạ. Rồng 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 là mọi người mặc như này được. Xong rồi mọi người vẫn mặc được cùng với lại áo hoodie nha. Ừ. Áo hoodie, áo gì cũng được, nói chung là áo gì cũng được. Ở trong này thì mặc áo basic dài tay xong, ở ngoài thì áo gì cũng được nha mọi người ơi. Lồng luôn cái áo này vào. Đấy. 1m64 63kg. Size M cho em nha. 1m68 95kg. Mọi người thấy em phối quần áo được đây. Mọi người làm cả combo nhà Quang Linh đi cà phê nha. Đấy. Ở trong thì áo basic dài tay giữ nhiệt, ở ngoài thì hoodie nha mọi người ơi. Ở ngoài hoodie nữa là bomber luôn thì đẹp. Đúng rồi. Hai suất. Còn hai suất duy nhất. Hai suất duy nhất nha mọi người ơi. Chắc là muộn quá rồi, Linh lăn nách xong rồi Linh phù. Mới nay được có mấy mã mà hết giờ luôn. Còn hai suất nữa mọi người ơi. 1m754 kỳ lấy trên size M nha. 1m65 47 kỳ lấy trên size S nha. 1m. Đúng rồi. Lên lăn nách à? Vâng, lăn nách. Đây, lăn nách cũng bị mất đây. Lăn nách cũng bị mất. Xích mười mấy hộp lên rồi. Xích mấy gì? 4-6 hộp. Còn hai suất nữa nha mọi người ơi. Hai suất cuối cùng ạ. Suất áo này chỉ có duy nhất hai suất nữa. 1m65, 60kg mặc cho mình size S ạ. Nếu mà mọi người muốn mặc rộng như mình, kiểu mặc như em này thì mọi người mặc cho em size M nha. 1m754 kg lấy cho em size M nha. Ok. Thế mình... rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ơi, mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ lên lăn nách stop direct dành cho những ai? Nách thơm. Dành cho những ai nách thơm nha mọi người ơi. Đây, nó sẽ có tem chống hàng giả hàng nhái đấy nha mọi người ơi. Tem hàng giả hàng nhái đấy nha. Đây ạ. 1m560kg lấy cho em size S nha. Lấy cho em size S. Sao không gọi cái nước gì về mà uống? Không gọi cái nước gì về mà uống. Đúng rồi, mua màu ghi hết rồi nha mọi người ơi. Đây, stop direct nha. Dành cho những ai mà có vấn đề về tuyển mồ hôi nách này, có hơi hơi mùi mồ hôi nách, hơi hôi hôi nách chẳng hạn ấy, không xài được à chị.
nách hôi theo nghĩa đen thì em không xài được. Nhưng mà nách hôi theo nghĩa nách hôi theo nghĩa đen thì em xài được, còn nách hôi theo nghĩa bóng thì em không xài được. Lò này bé nhỉ, cái này là 30ml này thì cái này nhá, một cái tuần... này là dòng treatment. Dòng treatment này thì một tuần chỉ dùng được trong vòng 2 đến 3 lần thôi. Thì cái này là phải tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm mới hết được nha. Cho nên mọi người yên tâm nha mọi người ơi. Không nhìn thì nhỏ như này thôi nhưng mà nó có võ đấy ạ. Đúng đấy. Rồi. Một tuần mọi người chỉ dùng 2 lần thôi. Ừ. Ai mà nách kiểu thơm bình thường thì mọi người dùng 2 lần một tuần. Còn ai mà thay lách thơm nặng thì mọi người dùng 3 lần một tuần. Thì dùng 3 lần đúng. Chứ không phải là cái ngày nào mọi người cũng dùng nha. Lên giá cho mọi người nha. Giá cái này là giá niêm yết là 320k hôm nay. Còn 199k. Hôm nay chỉ còn 199k. Bao nhiêu suất? 50 suất nha mọi người. Lên cho mọi người 50 suất nha. 5, 4, 3, 2, 1 Kim nha. Đã, đây mọi người ơi, có người feedback này đã mua và test thấy ít ra mồ hôi đúng hẳn rồi. Đúng rồi, cái này là dòng treatment, càng dùng thì càng cái này nhá, thành phần chính của nó là nhóm nhôm aluminium. Cái nhóm nhôm aluminium này thì nó sẽ ngăn ngừa mồ hôi và tuyến hôi nách của mọi người trong vòng 72 tiếng. Trong vòng 72 tiếng thì mọi người không cần phải lăn nữa, mà sau 72 tiếng sau, sau 3 ngày sau mọi người mới lăn tiếp nha mọi người ơi. Nói chung là đã là nách thì chắc chắn là sẽ có mùi rồi mọi người ạ, nên là ít hay nhiều thì mình cũng nên dùng một cái sản phẩm mà nó uy tín, nó chất lượng và nó giúp cho mình trị được cái nách của mình. Đấy. Chứ... cái này dùng ok nha. Này cảm ơn chị Thùy Chi. Ai mà đã từng sử dụng con Stopirex này rồi thì có thể cho em xin feedback đúng không ạ? Nhiêu tuổi dùng được vậy? Cái này thì tầm khoảng 12 tuổi trở lên. 12 đến 16 tuổi rồi lên đấy mọi người ạ. Nó sẽ mát mát đấy mọi người. Lúc đầu nó sẽ mát mát này, xong nó sẽ không gây bết dính hay là không gây dính gì đâu, đây nó sẽ khô ngay. Cái này thì cả nam cả nữ đều dùng được nha mọi người ơi, chứ không phải là mỗi nam dùng đâu. Đây này, mua đi mọi người, mình mua được 1 tháng rồi, ít tiết mồ hôi hẳn. Đúng rồi đấy. Cái này em là dùng ít, mà ít ra tuyến mồ hôi, nó ngăn ngừa tuyến mồ hôi của mình. Em cũng dùng nha mọi người, em cũng dùng. Trong vali lúc nào cũng có. Dùng quá ok dùng luôn. Quá ok luôn mọi người ơi. 3 giờ sáng có live họp nói phét nữa. Lẹ tôi chờ lại. Không. Hôm qua chị nói cái gì? Hôm qua chị bảo chị phô gì em ơi, mọi người cấp các lái đấy. Đâu chỉ có phô gì em đâu. Chị bảo nó ăn múc bánh này. Có phô đâu, cái đấy là đang còn nói là ăn thêm ăn nhẹ nhàng đấy. Mọi người cười chết. Nhận lọ nước hoa tặng con gái mùng 8 tháng 3, sáng nay con gái hí hửng đem ra rời vỡ luôn. Trời ơi. Em làm rơi, em chưa bao giờ bị vỡ luôn đấy mọi người. Nãy em vừa mới đổ một nồi luôn. Rẻ đó, bữa mình mua 200 mấy lận đó. Hôm nay là được sale, được trợ giá từ TikTok mọi người. Còn vài chai ở trong rõ hàng ấy. Tại là nãy khách hủy ấy, thì anh chị đấy có thể tặng luôn. Ai? Cái gì? Nước hoa? Nước hoa 10ml ấy. Nước hoa 10ml vừa nãy ai hủy mất vài chai ấy mọi người. Ai hủy mất vài chai ấy. Thì mọi người có thể là vào trong tỏ hàng xong rồi chọn mua giúp em nha. Khi nào chỉ đổi kiểu tóc á, chị cũng chưa biết. Đợi hôm nào mình lấy cái máy là thẳng cho mình, là thẳng cho chị Lệ nha mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là tóc chị Lệ như này không có kiểu gì đâu. Không là được thẳng luôn đấy, tóc mỏng lắm mọi người ạ. Tóc mỏng thật, tóc mỏng dính luôn. Cái này dùng siêu tốt luôn nha mọi người, cái này là nhập khẩu. Dùng ổn lắm, đó. Giờ lại phải mua tiếp. Stopirex là một dòng mà bọn mình phân Quang Linh Lab phân phối độc quyền chính hãng ở Việt Nam nha mọi người, cho nên mọi người tự tin mua hàng nha. Cái này là xuất xứ nguyên chai từ Pháp, 30ml này thì hạn sử dụng là đến tận tháng 6 năm 2026 cơ. Đến tháng 6 năm 2026 cho nên mọi người yên tâm sử dụng nha. Vừa hết sáng nay thì nhận được hàng mới thật sự rất ok, 10 điểm cho 5 sao. Ôi em cảm ơn anh Bon Bon nha mọi người ơi, đây feedback thật từ khách hàng chứ không hề có chạy shipping hay gì hết gì đâu. 320k mà hôm nay chỉ còn 199k thôi mọi người, là rất rẻ rồi so với cái giá ngày trước rồi, bởi vì được trợ giá rất nhiều. Em cảm ơn chị Thảo đã mua nha. Đúng rồi. chỉ còn 199k thôi, còn bao nhiêu suất nữa? Còn 25 suất nữa mọi người ơi. 25 suất ạ, duy nhất này, 199k nữa. Thành phần chính là nhóm rồi. Nhóm aluminium. Aluminium. Nhóm nhôm aluminium. Aluminium. Đâu đây em nhìn nữa. Thành phần chính là nhóm aluminium nha mọi người ơi, sẽ ngăn ngừa tuyến mồ hôi và
sử hôi nách của mọi người trong vòng 72 tiếng nha. Sẽ làm cho nách mọi người khô ráo. Đúng rồi, khô ráo. Mà cái này là mọi người tắm sau xong rồi lau khô nách đi, xong rồi mọi người lăn một đường thôi. Nách to thì lăn cho mình 2 đường, còn nách mà nhỏ thì lăn cho mình 1 đường thôi nha. Cái này thì dùng rất là lâu hết nha mọi người ơi, dùng rất là lâu hết. Sản phẩm thì mọi người có thể vào xem cái phần mà đánh giá. Mọi người có thể vào trong cái shop Quang Linh Lab để xem cái phần mục đánh giá nha mọi người ơi. Không thấy mùi gì luôn, quá ok luôn. Đúng rồi, cái này không có mùi mọi người ạ. Lúc mở ra thì nó sẽ có mùi, nhưng mà đúng rồi, nó sẽ có mùi hơi hăng hắc. Nhưng mà khi mà sử dụng ở trên nách trong vòng tầm 2 đến 3 phút đi thì nó sẽ bay mất cái mùi đấy đi, và nó sẽ không có mùi nữa nha mọi người ơi. Đây, cái này là dạng lỏng nha. Này, chưa đầy 1 phút mà nó đã khô. Cái này rồi. Sẽ không gây thâm nách, không gây ố vàng quần áo. Không gây ố vàng quần áo. Còn 19 chai nữa mọi người ơi. 19 chai về cái giá là 199k. Giá niêm yết là 320k nha. Anh ơi, nước hoa 10ml vừa có mấy người hủy vài đơn đấy ạ. Thì anh có thể vào đặt nước hoa 10ml nha anh ơi. Đây nha mọi người. Đấy. Rất là thông thoáng luôn. Ngoài dùng rất là ok luôn.